CNBC đưa tin Bank đã công bố khoản lỗ kỷ lục tại đơn vị đầu tư của mình là Vision Fund do cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng bởi các đợt tăng lãi suất của Fed và việc Bắc Kinh siết quy định đối với lĩnh vực công nghệ làm tổn hại đến các cổ phiếu ở Trung Quốc mà quỹ này nắm giữ. Theo đó, Vision Fund của tỷ phú sau nhất Nhật Bản đã thua lỗ 3.500 tỷ yên, tương đương với 27,4 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 đánh dấu khoản lỗ lớn nhất kể từ khi quỹ đầu tư này bắt đầu hoạt động vào năm 2017. Khoản lỗ của Vision Fund đã góp phần khiến tập đoàn SoftBank ghi nhận lỗ kỷ lục 1.700 tỷ yên. Cổ phiếu của SoftBank mất 8% trong phiên hôm qua, ngay sau thông tin này được công bố. Vision Fund của SoftBank chuyên đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng cao. Đây là đứa con tinh thần của tỷ phú sáng lập Masayoshi Son trong việc tái định vị công ty trở thành một tập đoàn đầu tư. Tuy nhiên thị trường chứng khoán toàn cầu đã rơi vào bất ổn khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra trong bối cảnh lạm phát cao và Mỹ tăng lãi suất. Ngoài ra cuộc chiến tại Ukraine leo thang và việc Trung Quốc đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19 đã dấy lên những lo ngại về tăng trưởng của toàn cầu, gây áp lực lên thị trường. Những yếu tố này theo ông Song, đã gây ra sự sụt giảm trên thế giới và các thị trường. Hãng thương mại điện tử Coupang của Hàn Quốc, một trong những công ty mà SoftBank đầu tư, đã giảm gần 60% trong năm nay. Đây là một trong những công ty góp phần khiến Vision Fund lỗ kỷ lục. Ngoài ra, hãng gọi xe Grab và công ty giao hàng của Mỹ DoorDash cũng là một trong những khoản đầu tư tồi tệ của quỹ này. SoftBank cũng ghi nhận mức giảm định giá của một số công ty tư nhân mà họ đầu tư vào. Ông Song cho biết với những khó khăn này, công ty của ông sẽ bật chế độ phòng thủ, điều này sẽ bao gồm những tiêu chí khắt khe hơn với các dự án đầu tư mới và thận trọng hơn khi tiến hành các bước đầu tư mới. Trước đó, Softbank đã mạnh tay đổ tiền vào các công ty công nghệ của Trung Quốc như gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba và công ty gọi xe Didi. Tuy nhiên, cổ phiếu của cả hai công ty này đã giảm mạnh khi Bắc Kinh siết chặt lĩnh vực công nghệ trong nước. Đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của Alibaba đã giảm 31%. Ông Masayoshi Son là vị tỷ phú giàu nhất Nhật Bản theo bảng xếp hạng tỷ phú năm 2021 của Forbes. Theo bảng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tính đến ngày 12 tháng 5, giá trị tài sản dòng của ông Son là 19,1 tỷ đô la Mỹ, giảm mạnh so với thời điểm cao nhất là 45,4 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái.